Hello xin chào các bạn nha Ok và ngày hôm nay mình sẽ thử lái con tàu huyền thoại Titanis ha Và hiện tại là mình đang có mặt ở bãi biển nha các bạn Ơ, à, Mình quên lấy con tàu ra rồi các bạn ơi <laughs> Vì đây là cái bản mod ảo anh á Mình muốn lấy ra thì mình phải dùng bản mod menu để hỗ trợ nha À mà trên kia mình thấy có anh trai đang đứng nha các bạn Đó các bạn thấy không Anh trai bụng phệ kìa Để mình tìm đường mình lên trở mình cho anh ha <laughs> Ôi Bãi biển hôm nay đông dữ vậy ta Ơ anh trai ơi làm gì mà chạy tùm lum tùm la vậy Anh trai anh trai anh trai Trời ơi, các bạn coi kìa Cái gì mà quảng loạn chạy ghê vậy Ôi đánh trống luôn hả <laughs> Hello anh trai Ôi Rớt cái trống ra ngoài được các bạn ơi À mình nói lên trở mình cho anh trai kia mà Tự nhiên mình thấy người ta đánh trống cái mình lại mình tông người ta luôn Nào chạy lên chạy lên chạy lên Ôi kẹt rồi hả Nào 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 chạy lên chạy lên chạy lên Đường này À được rồi các bạn ơi được rồi được rồi Ôi anh trai ơi em chào anh trai nhá <laughs> ngã luôn cái dù rồi các bạn đây cái gì vậy mình vừa nhặt được một cái Lister Strap hả à. cái này giống như là mình thu thập đó các bạn đủ 50 cái thì mình sẽ mở ra một cái SLS ha kệ đây các bạn ơi mình tìm kiếm mấy cái này nó mệt lắm để mình lấy con tàu rồi đã Ờ... chỗ này thì lấy ra không được đâu các bạn ơi mình phải nhảy xuống nước thôi nào nào ui nhảy xuống nước đã ghê luôn ta <laughs> cái tư thế của nó lúc nhảy xuống đó các bạn nhìn đúng giống y chang như là mấy người vận động viên luôn nha chỗ kia mình thấy có mấy cái gì mà gỗ quá chân luôn kìa các bạn rồi 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 chỗ này thì được rồi các bạn ơi đây uh, vehicle Titanis 2 ôi kì vậy ta <laughs> để mình thử lại các bạn nó nằm ở phần po uh, nè mình nhớ mình mót vào rồi mà ta <laughs> xong rồi các bạn ơi mình chưa có ạt tên nó vào à, thì để mình thử làm một lần nha titanit thì... hai rồi xong video các bạn bởi vì khi mình add on á là mình phải có một cái uh, dc list ha mình phải ạt tên vào tự nhiên mình bỏ vai vô thôi <laughs> mình quên đặt tên rồi các bạn ơi ok các bạn chờ mình chút xíu nha để mình uh, thoát ra ngoài mình uh, add on vô con tạo lại các bạn ơi đây rồi các bạn con tàu huyền thoại Titanic đây ha Mình thì hiện tại đang đứng ở phần mũi tàu nha Mà mình không biết nó dướng cái gì các bạn Nó cứ giật lên giật xuống nè <laughs> trong nó khó chịu ghê luôn á Chỗ này là chỗ của thanh niên Jack với lại là Roy nè Ôi cái gì vậy Ôi Phan Linh ơi tự nhiên nhảy xuống rồi Chỗ này nguy hiểm lắm các bạn ơi Nó hay có cá mập nè <laughs> Vãi chưa con tàu nó trôi đi luôn rồi À, xong viên rồi các bạn ơi, mình bấm lộn nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi, chán ghê luôn. Ok, mình sẽ lấy lại nha. Vào hai cầu nè. Titanis. Ờ mình lộn Titanis. <laughs> Titanis 2. Rồi, thì nó sẽ ra nha. Ồ, wow, các bạn nhìn, nó to ghê luôn các bạn. Ơ à, bị chìm rồi kìa. Ơ. À, nó bị lắc các bạn ơi. <laughs> Mày không biết làm sao luôn á. Đây các bạn, góc nhìn thứ nhất nè nếu như mà mình chỉnh góc nhìn bình thường á thì các bạn sẽ không nghe tiếng động gì nha bởi vì cái view của nó các bạn nó khá là xa luôn đây các bạn nhìn nè nó xa lắm luôn á nên mình không có nghe được cái tiếng động cơ nha khi mình chỉnh góc nhìn thứ nhất á thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng động cơ và cái tiếng còi của nó là các bạn đó à. <laughs> nghe đã rồi chưa các bạn nghe đã rồi chưa rồi giờ bây giờ mình sẽ đi một vòng review các bạn xem nha nó chạy chậm đó các bạn ba mươi mấy km một giờ thôi mình chưa có độ Bản này là bản tiêu chuẩn thôi các bạn. Rồi. Mình đi ra ngoài mình review đi. Chỗ này là cái khoang lái nha. Nó có hai bánh lái luôn các bạn. Đây. Chỗ này một cái bánh lái và ở đây thêm một cái bánh lái nữa. Phía đằng sau thì có mấy chiếc thuyền cứu hộ này các bạn. Ồ. Cái ghế nhìn đẹp quá ta. Theo kiểu cổ điển đó các bạn. Đây, con tàu huyền thoại Titanis. Phía trong đây nó có một cái sảnh nè. Ôi, có cửa luôn. Vào được vào được các bạn. <laughs> mà tính là cái cửa đó để như vậy cũng như không các bạn ơi mình đi xuyên qua cửa được nè đó 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 nó có một số cái nó sẽ cản lại ha và có một số cái mình có thể đi xuyên qua được luôn ô dưới kia có một cái sảnh các bạn ơi lớn quá lớn quá ta trên tàu này thì hiện tại chỉ có một mình mình thôi nha các bạn mình không có chắc theo đệ hay là ai đó đi một chút mình nghĩ có chừng lại luôn các bạn ơi nó có ba tầng hả ta mình không thấy ôi bốn tầng luôn các bạn ơi ghê vậy ghê vậy xuống nữa được không xuống nữa được không u nữa được các bạn ơi <laughs> đây là nhà ăn hả nhà ăn quán cà phê này các bạn cửa đây được đâu Ờ, oh, chán ghê luôn các bạn đi không được rồi đi không được rồi cửa đây được không không được luôn chỉ như vậy thôi hả cái này nó chỉ ô oh, nữa kìa các bạn <laughs> vậy là tính ra nó tổng cộng là 5 đến 6 tầng các bạn ơi Ghê dữ vậy ta tầng này thì mình xuống không được rồi các bạn rồi xong phim luôn Nào 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 Nhảy xuống nhảy xuống nhảy xuống Thôi không được rồi các bạn ơi Cái tầng này chỉ như vậy thôi chứ mình xuống không có được Nó <laughs> là như vậy nè các bạn Chán ghê luôn cái này là cái bản đồ trong gta 5 nè các bạn ơi à, Đường này hả Nó xây lên một cái mô hình như thế thôi, các bạn Chứ thật sự ra mình xuống nữa không được Nó hết rồi Chỗ này có một cái bức tranh Ôi, thôi đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên thôi các bạn ơi bây giờ trèo lên mỗi mỏi chân nè Chỗ này có đường đi nữa hả? ôi đừng có kẹt nha, đừng có kẹt nha ai à, các bạn ơi Khu bên đây là hình như là phòng ngủ nè Rộng ghê luôn tươi Đây các bạn Ây da, ây da Đó Đằng xa kia mình thấy có một cái cửa kìa Ê Hết được rồi các bạn ơi <laughs> nào, 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 từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi Đừng có nói là bị kẹt nha Hả, à, nhảy xuống biển nữa rồi trời ơi vãi chưa phân liên này <laughs> một phát một nhảy xuống biển hoài luôn các bạn nào 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 rồi luôn rồi con tàu đâu con tàu đâu sao mỗi lần mình nhảy ra cái nó mất rồi các bạn chán ghê luôn chán ghê luôn để mình lấy lại nha ôi chỗ này biển đúng sâu luôn nè vai hay spam lại tatanit nữa các bạn ơi mình bấm nhanh qua cái tay mình nó bị rùng ôi nào nổi lên nổi lên nổi lên nổi lên nổi lên nổi lên sao vậy cây vậy ta tự nhiên nó lại bị kẹt chỗ đó mình copy thôi các bạn mình phải copy con tàu thôi titanic 2 chứ mình để về hoài là nó mắc hoài luôn á khó chịu quá nào copy đó phải như vậy chứ copy đi các bạn thì nó còn hoài đây, wow Phần nào là phần đầu ta đâu Ôi, mình nhầm rồi các bạn ơi, mình phải quay lại Để chút nữa đó Mình bẻ lái nó cực lắm Đây, như vậy thì ok nè Rất là to nha các bạn Nè, mất tiêu nè Đó Chèn vô, chèn vô Ê, chèn được luôn hả <laughs> Kỳ vậy oh, Mình thích nhất cái cảm giác thả xuống đó các bạn Nhìn nó đã đã sao đâu ha phần ở phía đây là đuôi tàu nha các bạn, rồi nó lại bị rớt xuống dưới đây nữa rồi, sao mình bị rớt hoài vậy ta, chán ghê luôn á, cái tàu này các bạn mỗi khi mình lái được thì mình lấy luôn nha, mình mà buông khỏi cái bánh lái ra, mình chạy tới vậy luôn nó khó lắm, nó giật giật nè các bạn, nó bị dướng cái gì nè, chỗ đây thì có một cái neo lá cờ của nước Anh nè các bạn, à, chỗ này nó có một cái Giống như là cái khung viên để ngồi đó các bạn ơi Ghê quá chừng luôn nè Ui ui <laughs> Cái gì vậy Tự nhiên té rồi <laughs> Bãi phân liên chưa Tự nhiên chạy đến đây không biết sao các bạn Té sắp mặt luôn Đẹp quá ta Con tàu này mình nhớ hình như là năm 1930 mấy hả ta Năm 36 đúng không các bạn Mình thì quên rồi Mình chỉ coi được có một hai lần cái phần phim thôi các bạn ơi Với lại cái lịch sử đó đó Thì mình cũng không có tìm hiểu kỹ chứ lắm ha Nào nào Lên không được luôn hả Ờ, uh, chỗ này cũng là sẵn luôn các bạn ơi sẵn luôn nè sẵn luôn nè con tàu này mà mình đi review hết đó chứ mình nghĩ là cái video này dài lắm các bạn nó khá là rộng luôn nha ôi da ôi da nên mình chỉ cho một vòng sơ sơ các bạn xem thôi chỗ này là một cái hành lang mini hả rồi không được luôn các bạn ui ui ui, trời kẹt nó rồi hả <laughs> chán ghê luôn các bạn cái gì mà kẹt lia lịa à rồi phân liên đâu rồi Ôi phân ly của tôi ơi Xong phim luôn các bạn Bây giờ mình kẹt đâu mình còn không biết nữa nè <laughs> Ôi phân ly của tôi ơi <laughs> Vãi chưa các bạn Đường này ra không được hả ta Kỳ vậy Chỗ này có cái cửa này các bạn Rồi luôn xong phim Đánh cái cửa xong mà ngã luôn rồi Mình bây giờ sẽ chạy ngược lên lại cái khoang lái nha các bạn Bây giờ mình lấy tàu đi mình review như đủ rồi các bạn ơi Con tàu này nó to lắm Mình review nữa thì nó mất thời gian ghê luôn á Nào 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 Quay lên 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 lên, Rồi Thiền cứu sinh các kẻ này các bạn bốn cống khó luôn nha Chỗ này là một cái căn phòng gì đây Rồi Ôi ơi cái này là cái gì vậy ta? Nhìn lại ghê luôn các bạn <laughs> con tàu này là con tàu cổ á nên nó, nên nó có nhiều thứ mình sẽ không biết được nha các bạn Rồi à, giống như là cái la bàn này các bạn ơi à cái la bàn đông bắc các kiểu nè các bạn rồi ok nào bay qua luôn bay qua luôn đúng rồi cái này hồi nãy mình đã review rồi các bạn phía bên trong là một cái sảnh rất là lớn nha để mình tìm lại cái khoang lái tàu đó chỗ nào ta à đây 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 các bạn ơi thiền trưởng phan linh đó. lấy tàu nha các bạn rồi luôn sao kỳ vậy mình nhấn phím ép nó lấy tàu không được các bạn ôi ngộ với ta cái bạn nó nó lỗi nó không liên quan đâu các bạn mà mình không hiểu sao tự nhiên mình lấy tàu không được nè không được thì mình lấy ra con tàu khác nữa <laughs> mình sử dụng bấm mốt này các bạn mình có thể lấy ra bao nhiêu con tàu mình tùy thích ha đây tự nhiên vậy cái không cho mình lấy tàu luôn chỗ kia nó có một cái gì đây ta? À? à, giống như là một cái giàn khoan đó các bạn nó có mấy cái thùng dầu kìa không cho mình lấy thì mình siêu bắn mót nữa các bạn ơi titanic 2 rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chiến du hành nha ôi nó đụng cái gì vậy ta mình nghe tiếng gì nó kêu lột sọc lột sọc các bạn <laughs> đúng chậm luôn các bạn cái này mà mình chạy hết bản đồ chứ mình nghĩ là lâu lắm luôn á Ồ, ờ, tiếng động cơ nghe đãi ra chứ các bạn Nào Ồ, cái tiếng còi nó nghe hay quá các bạn ơi à, mình thích cái tiếng còi của nó quá ta Nào, 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 Để mình gọi ra thêm tầm khoảng một thằng đệ nha các bạn Không biết là nó có đi theo mình được hay là không đây Ờ, à, gọi thêm thằng Michael nè Cho vào nè cái, gì, cái gì vậy? Té đâu vậy? Té đâu rồi mấy ba? Mình gọi lên sao té sắp mặt rồi các bạn À dưới đây hả Đứng dưới đây rồi các bạn ơi Lên không được lên không được Rồi mình sẽ chở miền đại của mình đi chơi nha Để mình gọi thêm mấy người nữa các bạn à, Bodygoo nè Sipao nè Mình gọi mấy người trong cốt truyện đi Abigail nè Andrea Đó <laughs> Amanda Tully nè các bạn Vợ của thằng Michael nè Rồi à Ai nữa ta Tonja nè tàu chen nè tao Sina nè quá chừng luôn các bạn ơi rồi đi đông lắm nha các bạn đi đông lắm nha chiến tàu vận chuyển hành khách này các bạn để mình xem đã để mình xem đã đó ui cái gì mà té quá chừng vậy các <laughs> bạn xem cái té gì mà quá chừng luôn đông ghê luôn các bạn một chục người hơn nha rồi mọi người ở yên trên tàu ha hay là đi lên trên bon phía trước để ngắm cảnh đi để mình lấy tàu cho Bây giờ mình là thiền trưởng phân ly nha các bạn Nào 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 tăng tốc lên tăng tốc lên Cái này mình chạy đến khu quân đội á Chắc mình nghĩ là mắc cũng khá khá thời gian nữa các bạn Nó chạy chậm lắm nha Mình chưa có đội các bạn Để cái hôm sau mình thử đi Tập đầu thì mình chỉ review với lại mình lấy thử một vòng thôi Bây giờ mà mình vừa vào á Mình đội như vậy nó sẽ không có hay nha Để mình trải nghiệm thử cái phiên bản tiêu chuẩn các bạn Đó Đây 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 <laughs> và hiện tại thì mình mới mua thêm một con game mới đó các bạn mình mới mua con Forza Horizon 4 trời ơi nói chuyện mà lưu cái lửa luôn các bạn thì mình thấy có khá là nhiều bạn kêu mình chơi game khác đi một số bạn thì kêu mình chơi ARK một số bạn thì kêu mình chơi Free Fire My Rap một số bạn thì kêu mình chơi con Forza Horizon 4 ha thì mình thấy làm về chủ đề xe thì nó sẽ hay hơn các bạn chủ đề xe hay là khủng long thì nó sẽ hay hơn nha mà mình không biết chơi hay game nào mình chỉ mới tải về con uh, Forza Horizon thôi các bạn chơi thử thôi. Cũng có thể là mình uh, chơi luôn con ARK cũng được đó các bạn bởi vì đợt trước uh, Epic game á nó mới ra một cái bản miễn phí á mình uh, đăng ký rồi các bạn nhưng mà bản nó vẫn thường thôi. cái gì mà dướng ra vậy ta? Game ARK với lại là Forza Horizon đó thì mình đã có rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ việc mình tải mình chơi thôi. Mà có ổ đĩa của mình bây giờ nó cũng bị hạn chế nữa. Lúc trước là mình uh, tầm khoảng là 1 T2 các bạn, 1 T2 GB nha. Mà bây giờ nó ổ đĩa của mình nó gần đầy rồi bởi vì cái bản mod Gata 5 này nè. Mình nghe cái tiếng gì nó cứ kêu lột sọt lột sọt quay vậy ta. Cái bản Gata 5 này các bạn. Một bản mod vậy thôi của mình là nó gần 200 GB rồi đó. <laughs> mà mình chơi ở đó tầm khoảng là 2 đến 3 bản nha. Ổ đĩa của mình bây giờ nó full rồi các bạn ơi. À mấy bà chị này bị dướng hả? Đấy các bạn chạy quá chừng chạy luôn nè, đừng có chạy. Đi tham quan hay sao vậy? <laughs> đừng có chạy để mình lấy tao chứ mà Câu đề của mình bây giờ nó full rồi các bạn ơi Mình mà muốn chơi thêm hai ba con game nữa Thì mình phải nâng cấp câu đẻ lên nha Bây giờ thì nó khá là nặng luôn các bạn Mình chỉ chơi được uh, Một trong hai con game thôi Một là RK còn hai là Forza Horizon Cái tên nó dài quá mình đọc cứ lộng hoài ta ơi <laughs> Nào mọi người ơi, đừng có chạy nha ôi các bạn nó lái đúng chậm luôn á mình thấy cái tòa nhà kia từ nãy cho đến bây giờ mà vẫn chưa đến nữa kìa ở à đó cái tòa nhà mà ở phía bên uh, tay phải mình các bạn ôi, ôi họ chạy sao mà dướng luôn kìa ôi chỗ này nước cạn các bạn ơi nước nó nông quá các bạn coi nè cái chân vịt nó bị lú luôn rồi ôi vậy được mà ta kỳ vậy ôi chỗ này nước nó cũng xong rồi các bạn vậy là được rồi mình tưởng đó là nước cạn lắm chứ vậy mà không biết làm sao cái chân dịch của nó các bạn, ê cái tao chim rồi <laughs> cái gì vậy cái gì vậy nào 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 viết <laughs> lại viết lại viết lại viết lại kỳ với ta mình không biết sao luôn các bạn hay là do cái phần đầu của nó nó nặng quá ta đúng không các bạn có thể là cái phần đầu của nó nó bị nặng đó các bạn ơi rồi những người đi chung với mình hồi nãy xong phim luôn các bạn bơi luôn rồi kìa bơi luôn rồi kìa đó <laughs> không biết sao luôn ta có thể là mình gọi ra nhiều người các bạn cái phần đầu nó bị nặng nó sẽ bị ôi uh... à. Oh yeah. tự nhiên đi theo mình chứ vậy cái phần đầu nó bị nặng đó các bạn nên nó bị chuối xuống nha đâu rồi cái khoang lái đâu ồ oh, đây, đây, đây 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 rồi ok mọi người sao nó cứ bị rớt xuống dưới đây hoài vậy mình không hiểu luôn các bạn ui da ui da nào 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 <laughs> các bạn xem nè đem luôn một lúc hình như là được bảy tám người đó các bạn Ê ghê vậy ta nào mọi người có ai vào đây lấy tàu chung với mình không nè rồi đi du lịch nha đi du lịch đó nha để mình leo lên cái phần phía đây các bạn ơi nào 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 ôi mình chỉ lái được khi mà mình gọi ra tàu mới thôi các bạn khi mà mình bỏ cái bánh lái đó thì mình sẽ không thể nào mình lái được nữa nha rồi, rồi 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 mình hiểu cái nguyên lý hoạt động của con tàu rồi các bạn ơi tính ra nó cũng khó khăn đó các bạn ơi không nó không có dễ đâu nha các bạn nó cũng khó đó rồi phân lên ơi phân lên từ từ nha bơi lên bơi lên bơi lên mình phải bơi lên mặt nước các bạn ơi rồi new map như vậy đi các bạn ui cái heo quá chừng luôn kìa ôi hết oxy hết oxy hết oxy ngó lên ngó lên ngó lên <laughs> phải chưa mình chỉnh bất tử rồi các bạn mà không biết làm sao nó cứ bị tụ oxy hoài à đó tiếp tục lấy tàu thôi các bạn lấy một vòng thôi ở tập đầu ngày hôm nay thì mình làm ngắn thôi ha nếu như mà các bạn thích đó, ngày hôm sau thì mình sẽ lái lại con tàu titanic một lần nữa và lần sau mình sẽ đi khám phá toàn bộ đại dương nha các bạn chứ không phải là mình lái kiểu gì đâu mình thấy lái như vậy là nó hơi bị nhàn rồi nè mình phải đi khám phá đại dương thử ha Bây giờ mà mình đi khám phá đại dương nữa các bạn Nó tốn thời gian lắm Cái video của mình nó ra dài các bạn xem sẽ dễ bị ngán Nên mình làm hạn chế tầm khoảng là 25 đến 30 phút thôi các bạn Nếu như lần sau các bạn thích thì mình sẽ lái con tàu này một lần nữa Đi ra ngoài đại dương luôn nha Ôi cái phần đầu của nó Nó bị nặng rồi các bạn ơi Sao mà nguy hiểm vậy ta Nào mọi người né ra nha Mấy chiếc cano né ra nha Mấy chiếc cano né ra nha Rồi các bạn cái tiếng còi của nó nghe đãi ghê luôn ta Đây 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 Bây giờ mình sẽ thử quẹo vô trong cái uh, khu quân sự nha các bạn Chỗ mà ngày hôm trước mình làm cho con uh, uh, Tự nhiên mình quên rồi ta Cho con tàu ngầm của mình nó có kẹt đó các bạn Để mình chạy thử con tàu Tinnitus này vào đó Xem thử nó có kẹt là không nha Nó chậm quá nó chậm quá nó chậm quá Để mình xem thử vào động cơ các bạn mod nè Ôi uh, không được luôn các bạn ơi không cho mình nói bất cứ thứ gì luôn. Nó <laughs> chỉ như vậy thôi các bạn. À mình quên chứ, để mình chỉnh buổi tối xem nó như thế nào nha các bạn. Mình nghĩ là buổi tối nó cũng đẹp lắm á. Nào nào nào. Ồ. Oh. <laughs> Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều các bạn ơi. Nó chỉ đơn giản như thôi, nó không có đèn đuốc gì luôn á. Nó có mấy cái chấm đèn nhỏ thôi các bạn. Trời ơi. Buồn vậy ta cái bản mod này các bạn tác giả họ phải thêm đèn nhiều vào nó mới đẹp ha tác giả làm đèn ít quá các bạn nó chỉ có một vài cái này thôi à mà mình không biết cái này là cái gì nữa các bạn ơi nó có chữ nè đó mình không biết cái này là cái gì luôn á nào 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 <laughs> chạy 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 thôi các bạn ơi đến đây thì mình quay vào cái khu đầm lầy nè để mình chạy vào thử khu đầm lầy nha à, tăng tốc lên tăng tốc lên tăng tốc lên 31 km trên giờ là mát rồi các bạn ơi <laughs> Nó không có hơn được đâu Nó chỉ như vậy thôi Nào Phi tham Cho thời gian nó đứng đi các bạn Rồi chạy vào đây nha chạy vào đây nha Thôi thua rồi các bạn ơi Mình nghĩ là nó chạy vào đó nó cũng sẽ bị dướng thôi Bởi vì các bạn thấy gầm cầu không Ok Nhưng mà mình thử luôn nha tại mình uh, lỡ hứa với các bạn rồi Nên bây giờ mình sẽ chạy vào đó luôn Nào tăng tốc lên tăng tốc lên 28 km trên giờ con tàu ngầm chắc mình nghĩ nó bằng uh... không bằng một nửa đâu các bạn ơi con tàu ngầm chỉ có một thôi mà mình nghĩ con tàu thế này hả chắc là bốn luôn các bạn nó rất là to khủng khiếp lắm các bạn ơi nó bự lắm nó bự lắm nào 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 <laughs> làm giống như là cái vụ con tàu bị kẹt ở cái kênh đào đó các bạn con tàu gì á evergreen như đấy, các bạn đó mình chạy lại thử nha, không biết là nó có bị mắc kẹt hay là không đây rồi ngon là luôn các bạn nó vẫn chạy được nè còn con tàu ngầm hôm bữa chạy đến đây thì nó bị mắc kẹt nha con tàu tên lý của mình nè đi đến đây thì ok lắm nó không có mắc kẹt được không được không được không được không được không <laughs> ngon luôn các bạn đó ôi 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 các bạn coi nè mình đứng ngang với lại là được có tóc luôn các bạn ấy được chứ bộ ôi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi <laughs> Đụng được có tóc luôn các bạn đó bây giờ mình sẽ thử nhảy được con tóc nha <laughs> Đó các bạn không cần phải chị bấm mất là gì hết á chỉ cần mình đưa cái phần đầu mình dính vào đường cao tóc như vậy là mình có thể trực tiếp mình nhả lên đường cao tóc luôn các bạn đây 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 <laughs> ngon luôn các bạn đó ê nào 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 sen cấp đừng có đụng rồi sen cấp đụng con tàu của mình các bạn kia 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 nào sen cấp đừng có đụng trời 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 <laughs> cái gì vậy nào nhảy sang một bên đi đó xe con cóc làm gì đụng tàu của mình ra đây nói chuyện nó 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 cái gì giỡn hả Đó dám đụng tàu Titanic của mình hả chơi không chơi không chơi không chơi không ui da chơi không ui da đụng luôn rồi ui da ui da ui da ui da ui da, ui da. à mình quên các bạn để mình uh, chỉnh thử lên năm sao sau đó mình sẽ chạy trốn cảnh sát nha rồi mình cho lên năm sao luôn không biết là cảnh sát có tìm được mình hay là không đây các bạn đó năm sau nè năm sau nè để mình xem mình chỉ bất tử chưa các bạn chưa chỉ bất tử là cảnh sát nó vào nó bắn mình một phát một là one hit đó ôi ơi tao bất tử rồi nào 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 trốn 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 thôi trốn thôi trốn thôi trốn thôi trốn thôi ui, ui 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 đừng có kẹt đừng có kẹt đừng có kẹt cái cầu thang này, này các bạn nó để như vậy á nhưng mà một khi mình lên nó khó lắm nha ôi, cái gì vậy <laughs> bay lên mấy phát luôn các bạn đừng 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 ma đừng ma trời ơi băng điên này không có vũ khí luôn ta ơi kỳ vậy rồi đây các bạn xem nè trực thăng nè trực thăng dưới mình nè bây giờ bây giờ nha nó khôn quá ta nó không để cho cái phần ở phía bên kia mình thấy các bạn cái phần đuôi của nó nè đó cái phần cánh quạt phía sau nha mình bắn vào đây là nó dễ bị tèo lắm nào, nào, nào. Ây da! What the hell? Phi công với mình nè. À. Phi công với mình nè. À. Uu, nổ luôn rồi, nổ luôn rồi. Ây da! <laughs> các bạn coi kìa, mấy bạn nó rớt xuống một phát một, nổ nguyên con tàu tên lý của mình rồi. ơi chỗ này có con chim. ơi vải chim bị dướng rồi. Vải cái chim chưa xong phim luôn các bạn. Chìm tàu rồi, chìm tàu rồi. Mang cảnh sát này chơi kỳ quá à. bắn sao chìm tàu của mình luôn rồi các bạn. Mình định trốn cảnh sát mà mấy cảnh sát này chơi kỳ quá bắn chìm tàu của mình luôn nào mấy cảnh sát là đây là đây là đây với em nè đừng có chạy nha đừng có chạy nha đừng có chạy đừng có chạy nha bắn đuôi một phát là các bạn rớt luôn bây da da ê đừng 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 <laughs> chơi mà né chơi mà né ôi chạy đây nó bị dướng cát khó di chuyển quá ta nào nào nào, nào. quay cái đất quay cho mình đúng rồi đưa cái đít vào đúng tư thế đó như vậy với các bạn chỗ kia hình như có tao cảnh sát kìa cả. cảnh sát cảnh sát cảnh sát cảnh sát cảnh sát với mình nè cảnh sát với mình nè cảnh sát với mình ơ à, hai phát luôn không trúng cảnh sát với mình nè hết sợ hết sợ hết sợ rồi các bạn trời mình tưởng nó vậy không trúng chứ nè 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 giờ mình bấm nhầm rồi các bạn rồi lên đường chơi với mấy anh luôn nha ơ à, có con hay lắc kìa các bạn có con hay lắc kìa mượn luôn mượn luôn mượn luôn ôi cảnh sát bắn chết người rồi mượn xe mượn xe mượn xe mượn xe ui ha <laughs> xì lốp rồi các bạn ơi xì lốp rồi xì lốp rồi xì lốp rồi nào fit lại fit lại quay cò nè fit rồi ly luôn các bạn ok như vậy là ngon lành liền nào mấy cảnh sát ơi đổ với em đi đổ với em đi mình đồ với cảnh sát chút xíu các bạn <laughs> cảnh sát hả cảnh sát máy cài với mình đó. ôi tự nhiên đứa đoạn này nó ép fps ghê vậy ta nào rồi luôn <laughs> ốc vải các bạn mình luyện sao một trúng xe của mình nè cảnh sát nè cảnh sát nè cảnh sát nè đó nổ liên quan luôn các bạn ơi không biết sao mà cái đoạn này nó lắc ghê vậy ta nè lặn vậy là mình dễ bị kích ra ngoài lắm các bạn bây giờ mà kích ra ngoài chắc mình kết thúc video luôn quá ôi lắc quá các bạn ơi <laughs> lắc quá đoạn này không biết sao ngày hôm nay lắc dữ vậy ta chứ bình thường nó có đâu các bạn đây này đây này các bạn ơi nó tăng fps lại nè về thì nó ok hơn nha chỗ kia không biết làm sao nó bị tụt fps quá chừng luôn chạy như vậy nó lắc nó dễ bị kích ra ngoài lắm các bạn ờ à, mấy cảnh sát ơi bỏ đi mấy cảnh sát ơi thôi mình đùa vậy đủ rồi các bạn ơi Hôm sau thì mình sẽ đùa với cảnh sát nhiều hơn nha <laughs> Hôm nay chỉ vậy thôi Ôi mấy anh ơi Em nó hết sao rồi mà Mấy anh còn kiếm chuyện với em được nữa hả Chán mấy anh cảnh sát ghê luôn các bạn Mình nó hết sao rồi Vậy mà cảnh sát vẫn còn kiếm chuyện được với mình nữa Chỗ nào mình nhớ có mấy anh trai đến đàn này các bạn ơi Để mình lợi mình hỏi thăm mấy anh trai nghệ sĩ nha Xong rồi mình sẽ kết thúc video luôn các bạn ơi Ôi xì lớp rồi xì lớp rồi Ôi, 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 ôi. Trời ơi, Ui da. Cái bánh xe nó bị xì lốp á các bạn. Mỗi khi mình bẻ lái nó khó lắm. Nó cứ nè sang một bên không mà. Rồi tăng tốc lên nha, tăng tốc lên nha, tăng tốc lên nha. Đây rồi các bạn ơi, hai anh trai nghệ sĩ đánh đàn. Các bạn xem nè. <laughs> mình thấy tròn mấy anh trai lắm. Trên xe luôn luôn lúc nào cũng có hai cái đàn các bạn. Ai người có thằng phân liên bé bét máu luôn rồi các bạn ơi. Đây các bạn, trên xe có hai cái đàn nha. Ơ mấy anh trai xe đẹp với mấy anh trai ơi. Ô đánh em hả? Đừng có đánh em mà. <laughs> Đây các bạn coi nè. Rồi mở cửa mở cửa mở cửa. Ui da. Không kèo đó các bạn ơi. Mình làm chậm quá, mình làm chậm quá. Ôi ơi trời ơi. Sao mà cứ lo mình xuống không vậy? Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu lướt cái nón nè. lướt cái nón nè. Ồ vậy mà không lướt cái nón hả? mình định tâm đó cái nón các bạn vậy mà không lấy cái nón luôn nào 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 làm mở cửa đi đừng mình kéo đi các bạn nào nào làm mở cửa làm mở cửa làm mở cửa làm mở cửa ở đây nè đây đây nè mấy anh ơi ở đây nè mấy anh ơi <laughs> rồi rồi làm mở cửa đi làm mở cửa đi làm mở cửa đi mình đang chờ mà ơi da trời ơi lại chậm quá các bạn mình canh mảnh vừa chạm vô cái cửa lúc đó thì mình sẽ kéo lên được nha để mình làm lại thử một lần nữa cho các bạn xem Rồi từ 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 chuối đúng 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 anh trai Đó 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 Cảm thấy không Ok Trôi bị đúng rồi các bạn ơi Mình trả xe lại cho người ta thôi Nè anh trai ơi em trả xe lại cho mấy anh nè Em mượn em đồ với ban chút xíu để cho các bạn xem thôi Mấy anh căng thẳng quá Để các bạn trả xe cho người ta đi Ok và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video đây thôi ha Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi nha đó, các bạn ơi đừng mà anh trai em trả xe cho anh trai rồi mà anh trai không dữ vậy hung dữ nè hung dữ nè đó hung dữ đi <laughs> rồi mình tạm biệt các bạn nha bye bye